Để bắt đầu cài đặt, các bạn có thể kéo thả file MZP thẳng vào cửa sổ 3D Max. Một cửa sổ mới sẽ hiện ra, các bạn bấm vào Install để cài đặt. Bấm OK để tắt thông báo. Để cài đặt phím tắt và thanh công cụ, các bạn vào Customize User Interface. Trong phần bàn phím, các bạn chọn thư mục D95 Design và sau đó tìm đến dòng Smart Camera View Bar. Các bạn có thể cài đặt phím tắt theo ý thích của mình. Ở đây mình khuyên dùng là phím C. Bấm Assign. Trong phần Toolbar, các bạn cũng tìm đến thư mục D95 Design và kéo thả Smart Camera View Bar ra thành công cụ của các bạn. Và như thế là đã hoàn thành. Chúc các bạn thành công!